Messi, tôi may mắn đoạt tất cả danh hiệu. Siêu sao Lionel Messi nói anh đã biết trước Chúa sẽ trao cho danh hiệu cuối cùng còn thiếu, đó là World Cup 2022. Vô địch World Cup là ước mơ của mọi cầu thủ, Messi nói sau khi đoạt cúp vàng cùng Argentina tối 18 tháng 12. Tôi may mắn vì đã đoạt mọi danh hiệu, bởi World Cup đã ở đây rồi. Messi đã đoạt 39 danh hiệu trong sự nghiệp ở mọi giải đấu anh đã góp mặt. Nổi bật là La Liga, League 1, Champions League, Copa America và giờ là World Cup. Đó là chưa kể chức vô địch U20 thế giới năm 2005 và HC vàng bóng đá Nam Olympic 2008. Thủ quân Argentina còn cho rằng anh đã biết trước Chúa sẽ trao cho anh chức vô địch này. Tôi biết Argentina sẽ thắng bằng cách này, anh nói thêm. Trận đấu diễn ra theo cách điên rồ nhưng càng tuyệt vời cho Argentina. Còn gì để nói về trận này nữa? Bóng đá thực sự là môn điên rồ. Tôi muốn giành chức vô địch này cho người Argentina. Messi mở tỷ số từ phạt đền rồi châm ngòi cho bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Enzo Di Maria trong trận chung kết World Cup 2022. Pháp không dứt điểm lần nào trong hơn 60 phút đầu, nhưng Kylian Mbappé tỏa sáng với cú đúp để gỡ hòa 2-2 và đưa trận đấu vào hiệp phụ. Messi một lần nữa đưa Argentina vượt lên, nhưng Mbappé lại gỡ hòa 3-3 trong hiệp phụ. Chung cuộc Argentina thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu để chốt ngôi của Pháp. Tài khoản Twitter của FIFA bình luận đây là trận chung kết hay nhất lịch sử. Messi cũng loại bỏ khả năng anh sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau giải này. Dĩ nhiên tôi muốn kết thúc sự nghiệp theo cách này vì không gì tuyệt vời hơn vô địch World Cup, anh nói. Nhưng tôi vẫn muốn chơi thêm nhiều trận nữa với tư cách nhà vô địch thế giới. Argentina 3-3-4-2 Pen, Pháp, giải đấu lớn tiếp theo của Argentina là Copa America hè 2024, nhưng họ có thể được mời dự Gold Cup hè 2023. Đoàn quân của Lionel Scaloni dự kiến sẽ chơi trận tiếp theo tháng 3 năm 2022, giao hữu với đối thủ chưa xác định. Messi kết thúc năm kỳ World Cup với 25 trận, 13 bàn và 8 đường kiến tạo. Anh là người duy nhất hai lần nhận giải bóng vàng World Cup dành cho cầu thủ nam hay nhất. Năm 2014 và 2022.